Top 4 sản phẩm chứa benzoyl peroxide trị mụn thần sâu, sinh ra để dành cho da mụn. Benzoyl peroxide có trong các sản phẩm là dược, mỹ phẩm được xem là một trong những thần dược trị mụn hiệu quả bởi tính sát trùng của chúng. Nếu là người hay bị mụn, chắc chắn bạn sẽ ít nhất một lần nghe qua về benzoyl peroxide, BP, một trong những hoạt chất trị mụn vô cùng hiệu quả được rất nhiều bác sĩ da liễu và các chuyên gia khuyên dùng. Hoạt chất trị mụn thần thánh này đã được khoa học chứng minh qua các thập niên gần đây và được coi là tạo nên cuộc cách mạng trong điều trị mụn. Do đó, sản phẩm trị mụn chứa benzoyl peroxide luôn là lựa chọn đầu tiên mà các bạn bị mụn nên tìm kiếm. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm dưới đây. Paula Etros Clear Extra Strength 5% Benzoyl Peroxide. Benzoyl peroxide của Paula Etros là một trong những sản phẩm được rất nhiều chị em khuyên dùng. Với các nốt mụn có cồi nhỏ thì thời gian em ấy phát huy hiệu quả nhanh nhất chỉ khoảng 2 đến 2.5 ngày. Ngoài ra, benzoyl peroxide của Paula Etros có ưu thế ở khả năng kiểm soát lượng dầu dư thừa và làm giảm thiểu các điểm mẩn đỏ, nên chúng nhanh chóng mang lại cho bạn một làn da mịn mà, không gây ra bong chóc hay khô nứt nẻ. Neutrogena On The Spot Action Treatment. Neutrogena On The Spot Action Treatment có chất kem màu trắng không quá đặc, hơi lỏng, vì thế khi bôi lên da thì tầm 3 đến 5 phút kem sẽ khô hoàn toàn. Sản phẩm sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu bạn bôi với một lượng đủ dày, các nốt mụn sẽ chín và xẹp khá nhanh. Một số đánh giá cho rằng Neutrogena có thể không cho hiệu quả nhanh như các loại 5 hay 10% nhưng nó không khiến da bị kích ứng khi dùng. Thông thường, bạn sẽ phải kiên nhẫn chờ từ 1 đến 2 ngày thì mới thấy những nốt mụn của mình bắt đầu có kết quả và khoảng 7 ngày để chúng hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, bạn sẽ gặp tình trạng sần da, bong da trong 3 ngày sau đó. Rapid Maximum Strength 10% Benzoyl Peroxide Action Treatment Gel. Mặc dù tên gọi là dạng gel nhưng thực tế Rapid Maximum Strength Action Treatment Gel lại có dạng kem. Sản phẩm cũng có chứa 10% benzoyl peroxide, bởi vậy các bạn hoàn toàn yên tâm khả năng trị mụn của em này. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho những nàng có mụn đầu đen, mụn đầu trắng và dùng hiệu quả cho cả những vết thâm. Nhìn chung, vết mụn sẽ khô lại lau một đêm sử dụng nhưng phải đến 3 đến 4 ngày sau chúng mới trồi lên rồi rụng dần. Vai viền, ke BP 5% Gel Medication. Gel trị mụn vai viền ke là sản phẩm có chứa 5% benzoyl peroxide và cực kỳ được yêu thích ở thị trường Âu Mỹ. Sản phẩm này dùng để đặc trị những vùng da bị mụn, tuy nhiên không hề làm khô da mà còn giúp giảm sưng rất hiệu quả. Nếu trên mặt xuất hiện những vết mụn sưng thì chỉ sau một đêm sử dụng vai viền ke BP 5% Gel Medication, các nốt mụn có nhân bắt đầu khô lại, 3 ngày sau, chúng xẹp bớt và sau 5 ngày thì xẹp hẳn, không còn hiện trạng sưng hay đau. Loan mạc, tổng hợp, hình ảnh, minh họa.